Thời gian qua, trên địa bàn cả nước ghi nhận rất nhiều vụ cướp tiệm vàng với nhiều thủ đoạn và chiêu thức tinh vi. Mới đây, Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng để truy tìm kẻ đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy vào lúc dạng sáng. Ngày 22 tháng 9, Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm kẻ đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Theo đó, kẻ gian đã đột nhập vào rạng sáng 19 tháng 9, Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định kẻ trộm treo lên mái nhà gia đình bên cạnh, sau đó treo sang mái tầng 3 của tiệm vàng Thanh Thúy rồi đột nhập xuống tầng 1, khu vực bán vàng để trộm cắp. Tại đây, kẻ trộm đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị là nhẫn, kiền, vòng vàng, trong đó có 40 nhẫn vàng có khắc tên Thanh Thúy mặt bên trong. Theo cơ quan công an, nghi can gây án là nam giới khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,65 đến 1,75 m, tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai sáng màu, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo sơ mi sáng màu dài tay, quần dài tối màu, đeo túi chéo tối màu. Ở thời điểm thực hiện vụ trộm cắp, kẻ trộm không đi giày dép. Sau khi gây án, tên trộm tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy loại xe ga, nhưng chưa xác định trên tuyến quốc lộ 18 đi theo hướng về thành phố Uông Bí. Công an thị xã Đông Triều đã phát đi thông báo tới các khu dân cư đề nghị nhân dân các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin cho lực lượng công an về nghi can, phương tiện, tăng vật nghi vấn có liên quan đến các vụ việc trộm cắp tài sản nêu trên.